Và thưa với đại gia đình Ngọc Sơn đã dù sao đi đâu cũng nhớ tới quê nhà hết. Ngọc Sơn nghe cái bài Hoa Phượng như là mỗi năm đến hè lòng man má buồn. Những đêm ngày qua chiến tranh tình thương nghe Hoa Phượng để nhớ tới Hải Phòng. Cái màu Hoa Phượng tượng trưng cho màu chiến thắng, màu huy hoàng, màu rực rỡ và màu của tình yêu. Nó không mọc ở đâu trên toàn thế giới, nó mọc ngay Hải Phòng mà rực rỡ, chứng tỏ là Hải Phòng tình người rất là tuyệt vời. Và Ngọc Sơn nói về chuyên biệt về kỹ thuật thì Ngọc Sơn đã xem trên đài truyền hình Hải Phòng, Ngọc Sơn thấy là rất là tuyệt vời. Vì sao? Vì âm thanh rất là chuẩn. Và Hải Phòng, TV Hải Phòng mình đã đạt là HD rồi. Nên HD Ngọc Sơn để ý rất nhiều, Ngọc Sơn nghe ngóng và để ý Ngọc Sơn vui, hạnh phúc trong lòng của đại gia đình Ngọc Sơn. Ít cho nói mà hạnh phúc lắm nghe. Cho nên là Ngọc Sơn kéo toàn bộ, bây giờ không chưa cần kéo rồi đã xung phong đi Hải Phòng rồi. Vì Ngọc Sơn đã ở nhà và xem TV Hải Phòng từ ngày. Và Ngọc Sơn thấy trong 2 năm thôi mà sự tiến bộ quá lớn đi, quá tuyệt vời. Mà Hải Phòng mình ngay cả Hải Phòng mà đất cảng mà đất giàu thì người mà cá tôm khắp nơi, mà hải sản cũng như là người Hải Phòng tuyệt vời lắm. Cho nên đất lại là quê mẹ của mình nữa, Đồ Sơn nữa. Đồ Sơn đi dễ khó về đấy. Và thưa với đại đình là Ngọc Sơn sẽ nói một câu này là để hôm nay Ngọc Sơn nói về kỹ thuật âm nhạc. Nghĩa là nhiều bạn ở đây đi hát, hát giọng rất là hay, rất chuẩn. Nhưng còn về cái hồn, cũng như ca sĩ Châu Giang mà thi trong cái đợt thi thần tượng Bolero, hát thì mới lên hát thì rất là yếu. Nhưng mà khi Ngọc Sơn huấn luyện rồi, đến ban huấn luyện thì hát vượt bậc. Nghĩa là lên từ 9 nữa đến 10 thôi, hát chuẩn Bolero luôn. Cho nên là ở cuộc thi này Ngọc Sơn thấy rất nhiều giọng ca rất hay và tuyệt đẹp. Nhưng chỉ cần chỉnh đốn tí xíu đó, Ngọc Sơn sẽ vào hướng dẫn các em, mỗi em một tí. Một tí xíu thôi là tuyệt vời của Bolero. Và Ngọc mong rằng Bolero Hải Phòng của mình, thí dụ như là nhiều cái câu hát lắm, những cái câu hát mà Ngọc Sơn có thể là nói là cái giọng phát âm á, còn bị phương một tí, Ngọc Sơn không cần nói cho đại gia đình nghe thì được hết. Tại vì lỗ tai đại gia đình chính là bậc thầy Ngọc Sơn, cái gì nghe hay đại gia đình cảm nhận liền. Cho nên Ngọc Sơn dù dạy cho các em, nghĩa là dù dạy các em làm sao được là chinh phục, không là chinh phục giám khảo mà chinh phục tấm lòng và tình yêu của đại gia đình mà đại diện Hải Phòng mình, lỗ tai và tình cảm nghe, cái nghe tiếng giác á rất là chuẩn. Cho nên Ngọc Sơn vui lắm và kính chúc đại gia đình mọi điều tốt đẹp. Xin cảm ơn Sinh Đan là ban tổ chức chương trình cùng các nhà tài trợ đã cho Ngọc Sơn có cơ hội để mà có mặt trong ngày hôm nay, có cả mẹ Ngọc Sơn và những người thân nhân Sài Gòn bay ra và tất cả học trò Ngọc Sơn khắp nơi từ Hà Nội, khắp nơi bay về đây nữa. Và tất cả những gương mặt rất là đẹp, nụ cười này không phải bình thường, từ tâm, từ đức, từ cái tình nó mới toát lên một nụ cười đẹp như vậy. Kính chúc đại gia đình mọi điều tốt đẹp nhất. Vâng, nghe nghệ sĩ nói rằng là lát ít phút thôi thì nghệ sĩ sẽ chỉnh sửa một chút cho các giọng ca của thí sinh. Thì phải nói rằng là cuộc thi chúng ta đã sắp kết thúc rồi, nhưng có thể nói rằng là nghệ sĩ Ngọc Sơn không chỉ là huấn luyện viên cuộc thi thần tượng Bolero, mấy phút nữa thôi anh còn là huấn luyện viên của tất cả thí sinh tham dự cuộc thi trong đêm chung kết này, phải không ạ? Xin cảm ơn nghệ sĩ Ngọc Sơn vì điều đó. Cảm ơn anh đã dành tình cảm cho các thí sinh trẻ. Và trong khi mà theo dõi đêm chung kết cuộc thi giọng ca vàng Bolero Hải Phòng 2018 thì có thí sinh đã trình bày ca khúc Lòng Mẹ với bản 2 do chị em sáng tác. Và có thể nói đấy là ca khúc đã đi vào trong lòng rất bao nhiêu người và bao nhiêu thế hệ. Bởi vì ca khúc nói về tình cảm, những ký ức, những hoài niệm và sự tri ân đối với mẹ của mình. Một tấm lòng bao la và hy sinh tất cả vì con cái. Một ca khúc thật là rất nhiều xúc động và rất nhiều cảm xúc. Và bây giờ quý vị cũng muốn là ca sĩ Ngọc Sơn trình bày lại ca khúc này không ạ? Có không ạ? Vâng ạ, ca sĩ Ngọc Sơn, nghệ sĩ Ngọc Sơn thấy sao ạ? Thưa với đại gia đình, trong cái cuộc sống có nhiều công ơn, nhiều cái công ơn, nhiều cái tình khác nhau. Nhưng mà không tình cái gì bằng tình cha, không tấm lòng nào bằng tấm lòng của mẹ. Vì mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày cho cuộc, đó là công ơn tuyệt vời nhất rồi. Ở ngoài không có gì bằng cái tấm lòng người mẹ. Cho nên Ngọc Sơn sáng tác bài này Lòng Mẹ năm 17 tuổi. Và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe giọng hát nghệ sĩ Ngọc Sơn.